Thế đâu dù tay đâu đây này tay buộc đây tháo chưa buộc này được không à. Nó rẻ quá mẹ à. Chúc mừng sinh nhật. Hai bà con đổi tay sinh nhật đấy. Này chuẩn bị thổi nha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello. Cảm ơn các gái. Từ từ con có thổi được không? Không. Không, không muốn ăn luôn à? Không thích thổi lửa đâu. Trời. Chocolate thôi. Ủa rồi. Vội vàng thế con tháo dây ra nhỉ. Tháo cái dây xong rồi tháo cái giấy này ra. Con gái ngồi thuyết trình về cái bánh dâu tây với cái sô cô la với cái gì thế mà nó nhìn được ra sô cô la nhỉ. Nào có thuyết trình về cái bánh này đi. Bánh này có gì hả na? Lấy hình quả quả à, hoa quả. Thế quả màu hồng này là quả gì? Quả sô tây. Đúng rồi. Thế quả này? Quả nho. Quả nho. À. Con ngồi xuống đi, con ngồi xuống để cắt bánh ăn nhé. Trời ơi con, để bố cắt con. Anh nhặt này ngon quá. Nào cầm vào đây, cắt. Con cắt chung bố. Happy birthday bố của Na. Bố. Con ăn nhầm nhòm thế. Lấy đĩa đằng sau đây. Lấy đĩa thủy tinh à? Đĩa này ăn. Ăn cái này gấp đi dưa. Thế kêu tiramisu ngon lắm, ngon vừa. Thật cơ ngon thật. Hả? Sao nào không ăn? Nó không ăn. Nó đi ăn cái kia. Con không ăn à? Ăn cái cô. Úi dồi, sô-cô-la. Ăn cho cô làm gì nhiều cho nó xuống răng ra ngọt quá con ạ. Mẹ quả nho. Ừ, quả nho đúng rồi. Nè, chép. Ngon không? Đặt cơm. Dưới quả nho à? Na cả đầu. Đang quay nó ăn. Ngon không em? Dạ. Nó khác bánh kia không? Hay nó giống bánh bông lan trứng muối không? Không. Mà như cái nhân nó vẫn thế sao nhỉ? Cái bánh này vẫn thế là khác cái bên trên rồi. Thế á? Cái nào là thế? Cái bánh ngon hơn mà. Bánh ngon nó bên chua chua. Dạ. Này không ngon thế nào? Cái này á? Cái này nó chua, chắc nó chua đấy. Con ăn thử xem nào. Cái kem này, kem, cái kem nó có vị chua chua. Nếu con ăn thử một miếng, thạch này ngon lắm. Thạch đây, đây này. Thạch này, ăn miếng thạch mà. Ăn thạch đâu. Không? Ăn cam cơ. Ăn này không muốn lấy cam đâu. Cho nó ăn nho, nó chén hết nho à?
Đây cũng bình thường nhỉ. Ngon ghê. Con ăn đi, cháu nó rơi rồi, nó rơi này. Ăn đi. Không ăn, cái chua lắm.